Nghỉ tết dương lịch của các bạn thế nào? Còn đây là kỳ nghỉ của mình. Trong thời tiết lạnh buốt của mùa đông, những ngày này mà ra ngoài đi chơi, du lịch, shopping hay ăn uống, cảm nhận những điều mà mùa đông đem lại thì cũng tuyệt vời đấy. Nhưng kỳ nghỉ lần này mình nghĩ sẽ tuyệt vời hơn khi nhận được một món quà siêu to khổng lồ như thế này. Một chiếc piano điện với thân hình trắng như ngọc trinh là món quà mà mình tự thưởng cho bản thân sau một năm học tập và làm việc hăng say. Sau khi lựa chọn được chiếc đàn ưng ý và chốt đơn, mình đã rất bất ngờ vì được giao hàng cực nhanh. Mới chưa đầy 3 giờ đồng hồ thôi, mình đã nhận được đàn với đầy đủ các phụ kiện. Vì bản thân có tính chiến hữu cao nên mình muốn tự tay lắp đặt. Mình đã suy nghĩ tới việc đi xuống nhà để lấy cơ lê hay tua vít, nhưng ăn bóc đàn mình thấy hãng đã cung cấp đủ mọi thứ cần thiết cho mình rồi. Nào, tiến hành lắp thôi. Sau khi liên kết toàn bộ các phần chân đàn thì ta đặt phần thân đàn lên, cố định rất chắc chắn luôn. Như các bạn thấy thì việc này cũng khá là đơn giản thôi đúng không? Không cần phải có quá nhiều kinh nghiệm thì mình cũng có thể tự hoàn thiện được rồi. Các bộ phận được thiết kế tối giản hết mức cho việc lắp đặt. Nếu bạn là người bận rộn thì cũng đừng lo nhé. Vì nếu không có thời gian để làm việc này thì các anh giao đàn tới bao lắp đặt và hoàn thiện luôn rồi ạ. Ồ, chân ghế đẹp phết đấy chứ. Chất lượng hoàn thiện khá là tốt. Các bạn nhớ siết chặt các ốc vào nha. Xong rồi, quá đã. Các bạn biết một trong những cảm giác sung sướng nhất cuộc đời đó là gì không? Đúng rồi đấy, bóc siêu mấy món đồ mà mình tự mua được. Và đây là thành quả của mình. Các bạn thấy nó có đẹp không? Mình đã rất vui khi tự tay làm những gì mình thích. Và mình cũng rất yêu thích món quà của mình. Vậy là ngày nghỉ lễ của mình đã kết thúc rồi. Chúc các bạn một năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và thành công nha. Peace!